Ta cùng tham dự vào buổi gặp gỡ báo chí ra mắt game show đẳng cấp. Thì trân trọng giới thiệu bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play. Chiều 2 tháng 6 năm 2022, chương trình trò chơi truyền hình đẳng cấp thực khách, sân chơi ẩm thực kết hợp với thử thách vận động chính thức ra mắt. Chương trình do FPT Play sản xuất và trình chiếu trên hệ thống của đơn vị vào 20 giờ thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 năm 2022. 10 tập của mùa đầu tiên sẽ mang đến cho khán giả những chủ đề ẩm thực với món ăn đặc trưng theo vùng miền hoặc món ăn theo xu hướng được giới trẻ ưa chuộng. Lấy cảm hứng từ trò chơi cờ tỷ phú, 90 phút của đẳng cấp thực khách tạo ra một đường đua về ẩm thực trên bàn cờ được thiết kế với công nghệ cảm ứng LED sàn. Khách mời tham gia sẽ lật mở những thử thách để khám phá món ăn bí ẩn trong chương trình. Duy Khánh Zozo và Gil Lê là cặp đôi dẫn dắt chương trình. Người chơi phải trải qua 3 vòng thi, gọi món, nhập tiệc và tính tiền. Những kiến thức về ẩm thực được lồng ghép khéo léo trong từng thử thách dành cho người chơi cùng sự tung hứng duyên dáng giữa hai người dẫn chương trình và các khách mời, hứa hẹn mang đến cho khán giả những phút giây giải trí đích thực. Đây cũng là lần đầu tiên cả Duy Khánh Zozo và Gil Lê hội ngộ chung trong một chương trình truyền hình với tư cách là người dẫn chương trình sau 8 năm đứng chung sân khấu. Ngay cái ngày đầu tiên lúc mà dẫn xong và ngồi trong phòng nghỉ ngơi thì Khánh có quay qua nói với Kiều là chú ơi, tính ra là cũng lâu lắm rồi hai chú cháu mình mới có dịp được làm một cái show mà kiểu nó dài hơi như vậy. Tại vì lần đầu tiên mà Khánh với Kiều gặp nhau là cách đây cũng 10 năm đó, 7-8 năm trước, cũng một show truyền hình mà Khánh với Kiều cùng làm người dẫn chương trình đó. Và sau 7-8 năm sau thì mãi đến bây giờ là đẳng cấp thực khách đã mang Khánh với Kiều được đồng hành và được cộng tác với nhau trong cái show dài hơi như vậy thì cảm thấy rất là vui và rất là thích lắm. Tại vì hơn hết là ở ngoài hai chú cháu chơi với nhau rất là thân và hiểu ý nhau, nên khi lên trên sân khấu dẫn với nhau thì giống như là chỉ cần nhìn nhau cũng hiểu là ok, bây giờ cái đoạn này là mình sẽ cần nên nói cái gì nói cái gì, và người này nói nhìn nhau một cái là người kia sẽ ngưng đó. Dạ, cảm thấy rất là an ý ạ. Khánh với Nghiêu thì thân với nhau từ rất là lâu, và chắc là nếu mà có dịp anh chị coi trên truyền thông thì cũng đã biết, vì hai người cũng thân đến mức gọi là chú cháu rồi ạ. Thì một phần nào đó thì chắc là em dài trước tuổi cho nên em được gọi là chú. Thì khi mà được nhận lời và đồng hành cùng với Khánh tại đẳng cấp thực khách á, thì Nghiêu cảm thấy rất là vui và an tâm hơn, bởi vì mình biết là ở đây mình sẽ có những cái người mà tung miếng với mình có tung miếng thì cũng có người chụp người hứng để mà tung với nhau, cho nên cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều. Nhưng mà một phần nữa là cái nội dung của chương trình luôn thay đổi và biến hóa liên tục, cho nên là làm cho người dẫn chương trình cũng bị cuốn theo luôn, cho nên là mình không phải là mình đứng đó để mà hướng dẫn mọi người chơi nữa, mà mình cảm giác như mình đang chơi cùng với mọi người á. Cái viên xuất sắc này bảo bối của chương trình luôn tạo ra những điều bất ngờ. Trò chơi truyền hình đẳng cấp thực khách quy tụ 40 người chơi là những gương mặt nghệ sĩ hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực như ca sĩ Hồ Quang Hiếu, ca sĩ Tăng Phúc, rapper Juno Big Boy, diễn viên Võ Tấn Phát, diễn viên Lê Lộc, diễn viên Phương Lan và các hot tiktoker được giới trẻ quan tâm như Bông Tím, Long Jun hay Trần Thanh Tâm. Phần thưởng dành cho người chiến thắng tăng dần sau mỗi vòng chơi. Chiến thắng ở vòng gọi món, người chơi sẽ nhận giải thưởng 2 triệu đồng. Chiến thắng vòng nhập tiệc được 3 triệu đồng và chiến thắng ở vòng tính tiền sẽ được 10 triệu đồng. Đặc biệt, người chơi đoán được món ăn bí ẩn trước khi kết thúc 5 lượt gieo xí ngầu sẽ được nhân đôi số tiền thưởng. Tổng giá trị giải thưởng mà người chơi chiến thắng có thể nhận được ở mỗi tập lên đến 30 triệu đồng. Thank you.